Lê Giang gây chấn động với loạt khoảnh khắc xịn sò ở tuổi U50, tự tin khoe nét đẹp giao kéo không chịu được khi bị chê xấu. Ai xấu đều có quyền làm đẹp hết, không có gì phải mắc cỡ cả. Mình làm đẹp, mình tự tin cho bản thân mình, người ta khen mình vui. Nhắc đến Lê Giang, người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ diễn viên tài năng, duyên dáng và lúc nào tên tuổi cũng hot nhất nhì làng giải trí Việt. Không chỉ là sao nữ công khai trùng tu nhan sắc nhiều nhất Vbiz, mà nữ nghệ sĩ còn biết nắm bắt lợi thế của cơ thể để tung ra những bộ hình khoe body cực cháy khiến cả cõi mạng phải xôn xao. Lê Giang từng bất ngờ tung bộ ảnh khoe trọn visual sang xịn mịn trong thiết kế cực đẹp mắt, bộ cánh không xẻ quá mức mà khoe hình thể vừa đủ nét quyến rũ của nữ diễn viên. Chắc chẳng ai nghĩ Lê Giang đã là bà nội ở tuổi U50. Sau đó, nữ diễn viên bố già cũng tiếp tục đăng loạt ảnh mới với một concept hoàn toàn khác. Lần này cô chọn trang phục tôn dáng, thiết kế ở eo được làm hợp lý để tôn lên nội dung. Đặc biệt với sắc phốt này, Lê Giang khoe được hình thể thon gọn cực kỳ ấn tượng. Bên cạnh đó, lối make up cũng sang chảnh không bị quá lố. Lê Giang luôn biết cách tạo dáng để thêm phần quyến rũ, đồng thời thể hiện sự tự tin vào vẻ đẹp của bản thân. Mặc dù tạo hình mới chấn động và ấn tượng, nhưng chưa là gì so với bộ hình trước đây của Lê Giang. Vào thời điểm nữ diễn viên chạm ngưỡng 49 tuổi, cô cũng tung bộ hình diện đầm lụa thước tha khiến dân tình đứng ngồi không yên. Phần cổ đầm được thiết kế triệt để khoe trọn nội dung vốn là thương hiệu của Lê Giang, kết hợp những đường nét khác của hình thể. Cũng trong năm ấy, bà mẹ ba con cũng phải khiến dân mạng mê mẩn trầm trồ vì cách giữ dáng của cô trong loạt khoảnh khắc. Theo dõi Lê Giang đủ lâu, khán giả sẽ biết nữ diễn viên vốn là người cực kỳ mê làm đẹp. Cô có thể chịu chi tiền khủng ra để tút tác nếu giữ thanh xuân, nên chẳng có gì lạ khi nữ diễn viên thường xuyên thực hiện những bộ hình khoe trọn hình thể đầy tự hào của mình ra. Để có được gương mặt luôn tràn đầy sức sống trẻ trung, nữ nghệ sĩ cũng từng thoải mái công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ nhằm duy trì thanh xuân. Nữ diễn viên đã hơn 10 lần đi sửa mũi, sửa cằm 2 lần, mắt 1 lần, đặt túi ngực và rất nhiều lần đi chỉnh sửa từng chút trên khuôn mặt. Lê Giang tâm sự: "Tôi không thể chịu được nếu bị chê xấu, vì thế tôi buộc phải chịu đau tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Thật không quá khi nói cô là nữ hoàng giao kéo." Tuy nhiên, từ năm 2018, nữ nghệ sĩ cho biết không sửa bất cứ thứ gì vì đã thấy gương mặt cũng ổn, chỉ lâu lâu đi tiêm vài chỗ để cho hoàn thiện hơn nếu như cảm thấy cần thiết, còn lại để mọi thứ như cũ. Cuộc sống của cô đã phần nào ổn định, từ công việc con cái cho đến sự nghiệp diễn xuất cũng có nhiều thăng hoa, nhất là các con ngày càng trưởng thành. Mặc dù còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nữ diễn viên ăn mặc chưa phù hợp với lứa tuổi, tuy nhiên Lê Giang vẫn được đông người hâm mộ về khoảng tự tin và thần thái. Chưa kể cô cũng không chọn trang phục quá đà. Phụ nữ ai cũng có quyền được làm đẹp, và điều quan trọng là họ luôn thần thái tự tin là chính mình. Chẳng ai có quyền bắt mọi người tuân theo một tiêu chuẩn, như ở tuổi này nên ăn mặc kín cổng cao tường, người thon gọn mảnh mai mới là đẹp. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.